Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Long, đến từ trường âm nhạc Ada Music. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để làm một đoạn drop EDM. Cụ thể đây là nhạc house. EDM thì nó có rất là nhiều thể loại. Nhạc trap nè, dubstep nè, hardstyle nè, rồi trance nè, rồi house, đó vân vân. Nhưng mà thể loại nhạc house này á thì mình sẽ dễ dàng cho những người mới bắt đầu hơn. Đó. Ok, thì tại sao mình lại nói cái dòng nhạc house này nó dễ cho người bắt đầu? Thì mình đã làm sẵn ra một đoạn drop dòng nhạc house cho các bạn có thể xem qua. Đó, thì mình sẽ dựa trên bài này mình phân tích luôn thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Rồi, mình bắt đầu ha. Rồi, đây là những cái mà mình đã chuẩn bị từ trước. Đó. Mình sẽ làm đơn giản thôi cho các bạn mới bắt đầu mình có thể nắm bắt được tình hình ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái dòng nhạc house này ha. Thì nhạc house được viết ở nhịp 4/4, có tempo khoảng từ 120 cho tới 128. Đó, thì có những dòng nó chậm hơn, nó giống như là có tropical house thì từ 110 cho tới 115. Đó, thì mình sẽ làm một cái đoạn drop EDM ở tempo 125. Đó. Cho các bạn dễ hình dung. Thì đầu tiên là tiếng kích. Thì tiếng kích nó sẽ đi theo cái những cái nhịp chẵn, đó là 1 2 3 4 đó. Tiếng kích nó sẽ đi như thế này. Đó, các bạn có nghe tiếng cốc 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 không? Tiếng cốc 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 đó là những cái tiếng của metronome gõ để các bạn giữ nhịp. Thì ở đây mình sẽ phân tích cái tiếng kích này. Đây, tiếng kích này thì nó sẽ nằm ở nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 của cái ô nhịp đó. Đó, tiếng kích nó sẽ đều vậy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Và tiếp theo là tiếng snare. Đó, tiếng snare. Tiếng snare thì nó nằm ở nhịp số 2 và số 4. Các bạn có thể nhìn qua nha. Ok, 2, 4. Rồi, mình nghe thử ha. Và tại sao ở đây tiếng kích mình không thêm nữa, mình không có viết thêm ở đây? Thì giống như các bạn nghe một bài nhạc vậy đó, mình cái khúc này mình muốn tạo nên một cái sự gọi là chờ đợi. Đó, các bạn chờ đi, sắp tới sẽ có một cái điều gì đó hay ho nè. Đó, mình tạo một cái khoảng lặng đó để các người nghe người ta chờ tới cái đoạn tiếp theo. Đó, mình sẽ ngừng lại khúc đó. Ok, rồi tiếp theo đó là tiếng hi-hat. Ok, hi-hat nha. Thì tiếng hi-hat này mình sẽ chêm vào giữa tiếng kick và tiếng snare hoặc tiếng clap đó, ở giữa những cái tiếng đó để nó tạo nên một độ nảy cho một cái beat của mình đó, ví dụ nha. Ok, thì tới đây các sẽ có bạn hỏi là tại sao hai cái này nó khác nhau, nó khác nhau cái gì? Thì thật ra là mình thêm ở đoạn sau này nó nhiều cái nhịp hơn chút xíu, nhiều nhịp hi-hat hơn chút xíu để nó tạo nên một cái độ chạy theo, cuốn theo, với lại nó khác so với cái đoạn đầu hơn. Chứ cả hai đoạn đều giống nhau thì nghe một bài nhạc nó rất là chán. Đó. Rồi, tiếp theo đó là tiếng crash. Tiếng crash này nó tạo nên một cái gọi là một cái gì đó nó bùng nổ. Đó, thì ví dụ nha, mình ví dụ nha. Đây, tới đây. Thì ví dụ như một cái đoạn hồi nãy mình nói là tiếng kích nó ngưng lại, nó im lặng lại để mà nó đón một cái mới, thì tiếng crash này nó là một cái tiếng báo báo một cái mới xuất hiện đó, ví dụ vậy ha. Đó là báo, cái tiếng crash này nó báo là ok tới cái đoạn tiếp theo rồi đó. Ok, tiếp theo ha. Tiếp theo là mình tìm một cái gì đó mình cũng chêm vào để cái đi chồng lên theo tiếng hi-hat luôn. Đó, để nó tạo nên một cái độ nhảy nảy hơn. Là tiếng conga. Ok, bắt đầu ha. Đó, thì mình đã có một cái gọi là cái bộ drum, nghe nó cũng ok rồi đó, ổn ổn chút xíu rồi đó.
Ok, thì bây giờ mình sẽ thêm một cái chất liệu khác, đó là tiếng hô hô hào đó, để nghe cái có không gian hơn chút xíu. À, các bạn nghe thử ha. Ok rồi, thì mình đã có được một cái bộ drum rồi. Thì tiếp theo mình sẽ đi một tiếng bass, một tiếng bass ở dưới. Thì nãy theo mình nói đó là tiếng bass và tiếng kick nó rất là quan trọng. Nhưng làm sao để hai cái tiếng đó cùng nhau đưa cái bài nhạc này nó hay hơn, nó cảm thấy nó hài hòa hơn. Thì mình sử dụng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật sidechain. Thì sidechain là như thế nào thì mình sẽ nói ở một cái clip sau. Ở đây mình thao tác cho các bạn xem thôi. Ok, thì thao tác như thế nào? Thì mình sẽ lấy tiếng kick làm chuẩn. Khi tiếng kick phát lên thì cái tiếng bass nó sẽ giảm âm lượng xuống, và khi tiếng kick hoàn thành cái công việc của nó thì bắt đầu tiếng bass nó nổi lên lại. Đó. Thì các bạn nghe thử hai tiếng này thử ha. Ok, bắt đầu. Để các bạn nghe rõ hơn á, mình sẽ làm nó gắt hơn chút xíu ha. Cái việc sidechain này nó làm cho cái tiếng bass của bạn nó có một cái độ nhún nhất định. Đó, giống như hồi nãy giờ các bạn nghe. Thì mời các bạn nghe lại ha. Đó. Thì mình không có muốn nó gắt vậy, mình chỉ muốn là nó chỉ hạ một chút xíu âm lượng thôi, thì mình để lên threshold lên chút Thì bây giờ mình sẽ thêm một vài chi tiết nữa để cho bài nhạc mình nó dày hơn. Đó, đầu tiên mình sẽ thêm một tiếng bass vào. Các bạn nghe thử ha. Đây là tiếng bass nha mấy bạn. Đó, đây là tiếng bass. Thì tiếng bass mình cũng sidechain luôn. Đó, để cho nó né, tất cả đều né cái tiếng kích đó ra, để mình thấy được cái tiếng kích nó nổi trội hơn những tiếng khác. Đó, ok. Đã có tiếng bass rồi, thì tiếng bass này á, mình sẽ đi theo cái quãng 1 và quãng 5 của hợp âm. Ok, bắt đầu tiếp tiếng tiếp theo. Cái tiếng này mình sẽ đi lót cho câu bass của mình. Tại vì ở phần đầu mình đã có câu bass rồi, và ở phần sau cái câu bass nó cũng giống như phần đầu luôn. Nên mình tìm một cái chất liệu nào khác để làm cho cái bài nhạc mình nó không có bị nhàm chán. Thì mình thêm một cái tiếng vào, thì tiếng này gọi là tiếng plug. Đó, thì các bạn nghe thử qua nha. Thì tiếng plug này nó làm cho cái bài nhạc của mình nó đa dạng hơn chút xíu. Đó. Ok. Bây giờ mình cần một cái tiếng FX để mà nó đẩy cái mood của cái bài lên. Mời các bạn nghe thử ha. Ok, đó là một cái tiếng FX mình chọn. Rồi, bắt đầu một cái tiếng khác nữa, đó là tiếng white noise. Tiếng white noise là tiếng. Đây, mình sẽ làm một cho các bạn nghe thử một đoạn. Đó, đó là tiếng white noise. Ok. Rồi. Mình sẽ thêm một cái tiếng này gọi là tiếng subprop. Đó. Thì cái tiếng subprop này á, nó giúp mình gọi là báo cho người nghe biết là tới đây là hết rồi, tới đây là ngưng rồi. Đó. Ok, còn một tiếng nữa, một thành phần nữa đó là cái tiếng gọi là cái tiếng MC. MC nói vậy đi cho dễ ha. MC sẽ hô là vô rap cái gì đó. Đó. Check it out. Ok, rồi. Thì đó là những cái thành phần mà mình làm trong cái bài này. Thì ok.
Mời các bạn nghe qua từ đầu tới cuối bài một lần ha. Ok, thì mình đã hoàn thành một cái đoạn drop rất là đơn giản dành cho những bạn mới tập làm nhạc EDM, cụ thể là nhạc house. Ok, thì nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment phía dưới cho mình và mình sẽ trả lời ở một cái video khác. Và đừng quên bấm subscribe và share cho mình nha. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích. Chào các bạn, hẹn gặp lại.